truyền thông Anh chào đón Ronaldo trở lại. Truyền thông Anh đều tỏ ra vui mừng khi Man U chiêu mộ thành công Cristiano Ronaldo từ Juventus. Các cơ quan truyền thông xứ sương mù thông qua mạng xã hội đã chào đón nồng nhiệt CR7 trở lại. Man U khá im hơi lặng tiếng trong việc tiếp cận Cristiano Ronaldo. Đội chủ sân Old Trafford chỉ thực sự nhập cuộc khi biết chính xác cầu thủ người Bồ Đào Nha muốn rời Juventus. Không đầy một ngày làm việc, Man U đã chiêu mộ CR7 thành công từ Juventus. Thương vụ thần tốc của Man U khiến truyền thông Anh vô cùng bất ngờ. Nhiều tờ báo nhận định thương vụ của Quỷ Đỏ thực sự giật gân, gây sốc. Dẫu vậy, tất cả đều tỏ ra vui mừng khi CR7 trở lại Anh. Không chỉ đăng tải thông tin dày đặc về Ronaldo, các cơ quan truyền thông của Anh thông qua mạng xã hội Twitter đã chào đón nồng nhiệt sự trở lại của ngôi sao người Bồ Đào Nha.